Sáng nay ngày 15 tháng 12, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kế hoạch số 1266 của Giám đốc Công an tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Dự lễ ra quân có các đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh. Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh Điện Biên sẽ huy động trên 1.100 cán bộ chiến sĩ, trong đó 1.000 cán bộ chiến sĩ các đơn vị đồng loạt ra quân, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Tăng cường xuống cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy chính quyền giải quyết, xử lý dứt điểm, kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn, tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự liên quan đến tín dụng đen, đánh bạc, tội phạm cướp, lừa đảo, trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy, tội phạm về kinh tế. Ngoài trấn áp tội phạm, Công an tỉnh cũng huy động trên 100 cán bộ chiến sĩ thực hiện kế hoạch 1266 của Công an tỉnh, tham gia tại các chốt tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuần tra kiểm soát, gắn đảm bảo trật tự an toàn giao thông với công tác phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích của lực lượng công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán 2022, để nhân dân vui xuân đón Tết được bình yên, hạnh phúc, đồng thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí đề nghị cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Tôi đề nghị các ngành, các cấp, đảng ủy, ban giám đốc và cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Các cơ quan đơn vị địa phương và toàn thể cán bộ đảng viên nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của trung ương của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phải coi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Các cấp các ngành địa phương quan tâm chỉ đạo tập trung phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực tham gia phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn, không để đột xuất bất ngờ xảy ra. Tăng cường chỉ đạo phối hợp với lực lượng công an, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị, thành phố tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cũng như tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình trong việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại đối tượng lợi dụng để khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự. Tham mưu làm tốt công tác bảo đảm an ninh vùng dân tộc, tôn giáo, nhất là phối hợp tham mưu làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.